nhân vật lịch sử Việt Nam Thục Phán An Dương Vương. Thục Phán là người mở nghiệp nhà Thục trong năm Giáp Thìn 275 trước Công Nguyên, tự xưng là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê. Năm Bính Ngọ 255 trước Công Nguyên, ông truyền cho dân chúng xây Loa Thành, thành ốc, nay hãy còn dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên, nay thuộc thành phố Hà Nội. Bấy giờ vua có một vị tướng tài là Cao Lộ giúp sức, lại được thần Kim Quy phù trợ cho chiếc móng chân để chế ra thứ nỏ thần, mỗi lần bắn ra 10 mũi tên, khiến Triệu Đà ở phương Bắc đến đánh mấy lần đều bị thua. Năm Tân Mão 210 trước Công Nguyên, ông kết thông gia với Triệu Đà, gả con gái là Mỹ Châu cho Trọng Thủy, bề ngoài là kết tình thông gia hòa hiếu, bề trong là tìm hiểu vì sao lực lượng quân sự của Âu Lạc lại mạnh như thế. Sau khi đã hiểu rõ lý do, Trọng Thủy lừa gạt Mỹ Châu, ăn cắp chiếc nỏ thần đem về nước, rồi cùng vua cha là Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc. Năm Quý Tỵ 208 TR, chi nhánh Triệu Đà cướp nước Âu Lạc.